Tiri, Tiri, cậu có ổn không? Tớ ổn, tớ chỉ đang nghỉ. Dù rằng thật buồn khi không thể trở về nhà, nhưng chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước. Và bất kỳ kinh nghiệm trong quá khứ nào cũng sẽ trở thành động lực để chúng ta hướng đến tương lai. Ờ, cảm ơn cậu. Bên cạnh đó, Zata, còn có ai khác tới khu rừng này cùng cậu không? Không, sao cậu lại hỏi điều này chứ? Thật lạ lùng, bởi rõ ràng tớ thấy có tới hai dấu chân khác nhau trên nền đất và nghĩ rằng cậu có bạn đi cùng. Sắc của sợ hãi.